Hôm nay ngày mới nhất thì em lại lên sóng giới thiệu với các bác một sản phẩm bếp từ Panasonic mà nhà em vừa mới về, mới dọn dẹp test rất là ok và rất là đẹp các bác nhé. Sản phẩm đều là những món hàng chất lượng, lựa từng con một rất là đẹp. Tại các bác nhìn này, tôn sắt xi của nó từ bên Nhật về nó vẫn còn mới tinh này, cam kết nguyên zin các bác nhé, cam kết nguyên zin. Đây nò nướng này mới đen luôn các bác nhé. Đây. Sản phẩm này nó có mã KZHS32E. Con này nhà em đấu giá về đây, cực kỳ mới luôn. Mặt kính không một vết xước. Mặt kính không một vết xước các bác nhé. Đây em quay chi tiết tổng thể cho các bác. Không một vết han gì và không một vết xước. Nên các bác mua hàng thì cũng tránh nên so sánh đắt rẻ một vài triệu so với một cái những cái bếp từ đẹp. Đây các bác nhìn này. Đây ra cắm của nó đây. Bếp từ nhé, em yên tâm các bác bán sẽ đi cùng một cái ổ cắm rắc xịn luôn của hãng nhé các bác nhé. Rắc xịn luôn của hãng các bác, không phải cắt. Con này sensor, auto sensor. À, cảm biến chống trào chống cháy gồm 4 bếp, 2 bếp từ và một bếp hồng ngoại và một bếp nướng. Bảng điều khiển của bếp hồng ngoại và bếp nướng ở đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Một sản phẩm bếp từ Panasonic không một vết han gì, hàng cực kỳ chất luôn. Nhà em chỉ ưa đi lựa những hàng đẹp, hàng chất. Đấy, mà tay em này là tay thợ luôn, các bác yên tâm. Tuyển những con hàng chất lượng cho các bác dùng. Này các bác nhìn này, từ cái thay này, nó mới như thế này. Đấy, sản phẩm nó mới như này cơ. Quá mới luôn. Bác nào quan tâm sản phẩm bếp từ Panasonic có mã là KZHS32E thì nhấc máy alo cho em. Sản phẩm này như em đang bán là 12 triệu các bác nhé. 12 triệu. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp sản phẩm nhé em. Ở xa thì đặt cọc em sẽ gửi ship cho các bác. Nếu mà gần gần thì em qua em nắp trực tiếp cho các bác, thiết kế cho nó đẹp. Đấy, bác nào có nhu cầu về nhà mới thì cũng đừng nên bỏ qua cái sản phẩm đồ Nhật này, nếu đã là người nghiện đồ Nhật các bác nhé. Các cái đồ Nhật này thì nếu đồ nào chất thì đấy, các bác xem em bán. Đồ nào chất thì đắt, mà đồ nào không chất thì là rẻ. Chứ không phải căn cứ vào cứ bếp ba là hay bếp na. Con này đời cao sensor auto hết rồi các bác nhé. Phím các bác nhìn cứ các cái mặt phím viền tràn viền đen ở trên này, những cái sản phẩm rất là đắt. Còn bếp từ 3-4-5 triệu cũng rất là nhiều, nhưng nhà em thì hạn chế làm những cái bếp cỏ ấy. Bếp cỏ đi lại lại là tốn thời gian. Bán cho các bác được một thời gian mà bị làm sao lại mang tiếng gặp sự cố ra, rồi lại chất lượng này nọ, nên bọn em không làm những cái sản phẩm thấp. Bác nào quan tâm sản phẩm bếp từ Panasonic thì nhấc máy alo. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like và nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh nhà em các bác nhé. Con này bác nào cứ nhìn thật kỹ nhé, không có một vết gì nào. Đấy, sáng trăng tất cả từ bên Nhật về, hàng đấu giá luôn các bác ạ. Mua hàng mạng, gọi hàng mạng. Mới đét.